Sản phụ Tây An mất con, người đàn ông qua đời do bị từ chối nhập viện vì quy định ngừa COVID-19. Bệnh viện ở Tây An, nơi đang bị phong tỏa, từ chối tiếp nhận thai phụ vì cô không có xét nghiệm âm tính COVID-19 khiến cô sảy thai. Video và hình ảnh được cháu gái của thai phụ ở thành phố Tây An của tỉnh Thiểm Tây chia sẻ trên mạng xã hội vào hôm 1 Tây tháng Giêng cho thấy cô ngồi trên ghế nhựa bên ngoài bệnh viện, phía dưới là vũng máu. Theo bài đăng, nhân viên y tế tại bệnh viện Gao Xin Tây An đã từ chối tiếp nhận người phụ nữ mang thai 8 tháng suốt 2 giờ vì cô không có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trong vòng 48 giờ trước đó. Người cháu gái khẳng định thai phụ có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV nhưng hết hạn vài giờ trước. Bài đăng thu hút hàng trăm triệu lượt xem và gây ra phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhưng sau đó bị xóa. Tây An, thành phố 13 triệu dân, đã bị phong tỏa 2 tuần qua do đợt bùng phát COVID-19 mới. Giới chức Trung Quốc vào hôm 6 tháng Giêng cho biết họ đã trừng phạt các quan chức liên quan sau video trên. Theo đó, tổng giám đốc bệnh viện đã bị đình chỉ công tác và những người có trách nhiệm liên quan tại khoa ngoại trú bị cách chức. Ủy ban Y tế thành phố cũng đã chỉ đạo bệnh viện xin lỗi công chúng sau sự việc. Chính quyền thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc cũng chính thức xin lỗi thai phụ bị sảy thai trong vụ việc, khiến dư luận phẫn nộ trước đó một ngày. Trong khi đó, một người đàn ông cũng qua đời vì đau tim do bị từ chối nhập viện ở thành phố Tây An giữa lệnh phong tỏa ngăn COVID-19. Trong bài đăng trên Weibo vào hôm 5 tháng Giêng, người phụ nữ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cho biết cha cô bắt đầu bị đau ngực từ chiều 2 Tây tháng Giêng, nhưng cô không thể gọi xe cấp cứu. Một nhân viên tổng đài sau đó nói với cô rằng họ không thể biết chính xác cô sẽ phải đợi xe cấp cứu trong bao lâu. Cuối cùng, cô quyết định đưa bố đến bệnh viện quốc tế gần đó, nhưng ban đầu họ từ chối tiếp nhận. Nhiều bệnh viện trong thành phố đã dừng tiếp nhận bệnh nhân do đợt bùng phát COVID-19 mới. Người phụ nữ cho biết cô đã thử đến các bệnh viện khác và thậm chí nhờ cảnh sát giúp đỡ nhưng không thành. 8 tiếng sau khi người bố bắt đầu bị đau ngực, ông cuối cùng được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật nhưng đã quá muộn. Bác sĩ nói với cô rằng ông có thể được cứu trong vòng 2 giờ sau cơn đau tim, nhưng bây giờ họ không thể làm gì được. Theo hãng tin Reuters, ngày càng nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt vì số ca nhiễm tăng mạnh. Số liệu chính thức cho thấy Hà Nam đã báo cáo 64 ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng, tăng lên so với 4 ngày trước đây. Ngoài ra, gần như toàn bộ hơn 4 triệu cư dân của tỉnh, thị trấn Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã được xét nghiệm COVID-19 trong ngày 6 tháng Giêng. Đến ngày 7 Tây tháng Giêng, việc đi lại của người dân sẽ bị hạn chế tối đa.